Đói quá chồng ơi. Alo, thầy bói à? Ship ngay cho một bãi. Ăn hay không ăn? Không ăn hay ăn cũng phải ăn. Mày mới trốn chạy ra à? Thằng danh. Ai hốt thì mà. Tiểu nhị đâu? Úi, chào cô và Doãn Chí Bình. Mày nhờn với tao à? Láo tép. Sơn hào hải vị, món gì em cũng có. Mày chắc chưa? Em chắc chọn. Thế cho tao món bò cạp kỳ nhông xào cu nhi ngao. Em biết nấu ăn, nhưng mà anh phải chịu em chứ. Chiều với bố ngày này. Cho tao chai bia. Anh chị uống bia gì? Bia ba con sói. Cái gì đây? Một cái nhén nhỏ chẳng làm nên mùa xuân à. Nani? Hóa đơn của anh chị hết 2 triệu. Ơ anh ơi, chưa thanh toán.